xin chào phong cảnh đẹp từ đến từ một nơi xa, cùng theo chân chị Kính khám phá những sự thật đáng kinh ngạc về các nước Đông Nam Á trong bài viết ngày hôm nay nhé. Câu 1, khu vực Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia? Đông Nam Á bao gồm 11 quốc gia và được chia thành hai bộ phận là phần đất liền và hải đảo. Đố bạn, Việt Nam chúng mình thuộc đất liền hay là hải đảo đấy? Câu 2, chắc hẳn ở đây ai cũng từng nghe qua đất nước Singapore xinh tươi. Vậy bạn có biết đất nước đó thuộc hải đảo hay là đất liền không? Singapore được mệnh danh là quốc đảo xinh tươi nên nó thuộc phần hải đảo của Đông Nam Á nha. Bạn nào chưa biết thì lưu ngay vào đấy. Một phần của Indonesia. Trước đây Đông Nam Á chỉ có 10 quốc gia, sau này Đông Timor được thành lập và đó chính là một phần của đất nước Indonesia được tách ra. Có biết chi phí đi du lịch ở Đông Nam Á được cho là rẻ hay là đắt không? Nếu so với thế giới, chi phí để đi du lịch ở Đông Nam Á ở mức rất rẻ, trong khi đó nếu muốn đi châu Âu hay châu Mỹ phải tốn gấp rất nhiều lần. Câu 5, kinh phí để đi du lịch ở quốc gia nào đắt nhất trong 11 quốc gia Đông Nam Á? Mặc dù được xếp hạng vào du lịch rẻ, nhưng để nói riêng Đông Nam Á thì Singapore là quốc gia có chi phí đắt đỏ nhất. Câu 6, nếu muốn đi tham quan những ngôi chùa nổi tiếng, bạn sẽ chọn quốc gia nào? Campuchia nổi tiếng với những ngôi chùa lâu đời, cổ kính. Các thiết kế của những ngôi chùa ở đây cũng rất cổ điển. Nếu có dịp, hãy ghé qua Campuchia để xem ngưỡng thành quả của họ nha. Câu 7. Khí hậu Đông Nam Á là khí hậu gì? Do vị trí của các nước Đông Nam Á nằm trên và xung quanh đường xích đạo, hơn nữa lại nằm ở trong vùng khí hậu nhiệt đới. Vì vậy, khu vực này luôn ấm áp quanh năm. Biến nhất ở các quốc gia Đông Nam Á. Khí hậu nhiệt đới nên Đông Nam Á chia thành mùa khô và mùa mưa rõ rệt. Mùa mưa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10 và mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau. Câu 9, tìm hiểu đến đây rồi, bạn có biết quốc gia nào giàu nhất Đông Nam Á hay không? Nếu biết đến sự phát triển và đô thị hóa của Singapore thì chắc chắn bạn sẽ thấy Singapore rất giàu có và được chứng minh là giàu nhất Đông Nam Á. Thậm chí ở quốc gia này còn không có đất dành cho nông nghiệp. Quốc gia nào có nhiều đảo nhất Đông Nam Á?
hữu riêng cho mình hơn 18.000 hòn đảo, trong khi đó cả Đông Nam Á là hơn 30.000 hòn đảo lớn nhỏ. Vậy Việt Nam mình có bao nhiêu hòn đảo, bạn có biết không? Đẹp ở đâu? Việt Nam chúng mình đẹp lắm, cần gì phải đi đâu xa. Đây chính là đảo Ngọc Phú Quốc của Việt Nam, chứ không phải cảnh đẹp nước ngoài nào đâu nha. Của Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của văn hóa nào? Từ thời cổ chí kim, văn hóa của các nước Đông Nam Á đã chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Ấn Độ và cả Trung Quốc nữa đấy. Câu 13, quốc gia nào của Đông Nam Á có nhiều chùa nhất? Mà nói ngôi chùa lớn nhất thế giới nằm ở Campuchia, nhưng nhiều chùa đến nỗi đếm không xuể thì phải là Thái Lan nhé. Đây còn được mệnh danh là xứ sở chùa vàng đấy. Câu 14, đất nước nào có cà phê ngon nhất Đông Nam Á? Nhầm rồi, tuy Việt Nam xuất khẩu và nổi tiếng về cà phê, nhưng cà phê ngon nhất Đông Nam Á phải là ở Lào nhé. Câu 15, bạn biết gì về các quốc gia Đông Nam Á? Comment xuống dưới nhé. Video đến đây là hết rồi. Sống ở trên lãnh thổ của Đông Nam Á thì phải biết những điều thú vị ở nơi đây chứ nhở. Like video và đăng ký kênh cho chị Kính nha. Giờ thì đuổi hình bắt chữ thôi nào. Câu 1, đây là môn học nào? Ây dù, muốn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp thì học giỏi môn thể dục đi nha. Chứ chỉ Kính là thể không đội trời chung với thể dục đâu. Môn gì đây ta? Nhờ có môn toán mà chị biết 1 cộng mấy thì bằng bao nhiêu luôn đấy. Thần toán học trả lời xem 2 cộng mấy thì bằng bao nhiêu giúp chị Kính nào. Trừ 5, trừ 3, cộng 8, trừ 6, 3. 3, 2, 1. Học này đi nào. Hai hát hai cộng ô hai ra hai hát hai ô, đúng chưa ta? Học giỏi môn hóa vô xác nhận xem chị Kính cân bằng đúng chưa nào. Những cái kết tủa vàng trong dung dịch nó càng trở nên long lanh lấp lánh lung linh luôn, y như một cơn mưa vàng. Quá đẹp, quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Ai đam mê cây cối thực vật đảm bảo biết môn này. Mấy nhà sinh học đã tìm hiểu ra vì sao lá cây màu xanh chưa? Là vì có chất diệp lục đấy. Rồi, chị Kính môn nào cũng đỉnh hết á. Khỏi phải khen nhé.
đây là môn học nào? Mấy anh em IT tương lai đâu rồi? Vô học thuộc tất tần tật kiến thức về tin học ngành đi. Cơ mà IT nhiều tiền lắm đấy, lo mà học cho hẳn hoi đi nha. Câu 6, đố bạn biết môn gì đây? Chỉ có thể là vật lý thôi. Môn này phải có căn lắm mới học được ý. Không những có căn mà phải là căn bậc 2 cơ, chứ không như nước đổ đá khoai thôi ạ. Câu 7, bạn có 10 giây để đoán ra tên môn học này. Con công và củ nghệ, đương nhiên là công nghệ rồi. Tên là công nghệ mà bắt người ta học về nông nghiệp hoài ạ. Câu 8, môn học nào đây? Hello, what your name? Rồi rồi, chị kính giao tiếp với người nước ngoài hơi bị siêu đấy. Anh em nên học tiếng Anh thật giỏi vào, để mai này giàu có đi nước ngoài còn đỡ quê. Câu 9, môn học gì đây nhỉ? Âm nhạc, môn đào tạo ra những ca sĩ, nghệ sĩ. Nhưng có thế nào đi nữa thì hát hay cũng không bằng hay hát, đúng không anh em? Ví dụ như là cha em ấy, hát không hay nhưng lại được 10 điểm tự tin. Comment tên môn học này đi. Để mà nói học giỏi địa lý nhưng chưa chắc đi hết Việt Nam, nhưng muốn đi hết Việt Nam thì chắc chắn phải giỏi địa lý. Giờ mà có ai hỏi Nha Trang ở đâu mà trả lời là Phú Quốc thì đội cả lố quần lên đầu cũng không hết quê. Một môn gì đây, ai biết comment nhanh. Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Quyển lịch dài nhất là lịch sử, nên đừng mong thâu tóm hết quá khứ trong vòng một ngày. Nhiều ngày thì được nhá. Khốc liệt và tàn bạo ngay từ ngày đầu tiên, không hề có bất cứ một cái bước leo thang nào cả. Chiến tranh 65, 68 là gì? Đánh ta cao dần, tăng dần, tăng dần. Chúng ta có thời gian để củng cố lực lượng. Còn 72 là lần đầu tiên họ đánh tư ngày đầu tiên với một cái cường độ cao chưa từng thấy. Tôi còn nhớ khoảng 5-6 đồng chí, tất cả đều băng cả. Người thì băng đầu, người thì băng tay, người thì băng chân, nhưng mà a cha rồi chặt xong tay. Câu 12, thế đây là môn gì? Em tìm
tiểu học chưa biết có thẻ châm trước, chứ anh em cấp 2 mà không biết thì xứng đáng nhận phạt ngay. Xưa chị Kính hay gọi là môn giáo dục con dê á. Câu 13, tiền thân của giáo dục công dân là môn gì? Nói nôm na là môn học hình thành cho chúng mình đức tính tốt, không thành người tài được nhưng nhất định phải là người tốt nha quý vị ơi. Câu 14, môn gì đây nhở? Tự nhiên và xã hội là học về tự nhiên và xã hội đấy, cái tên nói lên tất cả rồi đó nhở. Câu 15, comment tên môn này đi nào. Và xã hội thì chúng mình kết đôi với khoa học. Các nhà khoa học tương lai vô xác nhận xem bạn có học thuộc lòng cuốn sách này không. Câu 16 là một môn học tự chọn, trường có trường không. Có Pháp kia kìa, là môn tiếng Pháp chứ còn gì nữa. Học tiếng Pháp giúp chúng mình hiểu thêm về văn hóa nước bạn, mai này có cơ hội check in ở Pháp thì còn tự tin hòa nhập nè. Trên đây là hầu hết những môn học mà bạn được học ở trường. Comment xem bạn giỏi nhất môn nào, ai trùng yếu luôn nè. Thế nhưng đừng quên like video và đăng ký kênh cho tôi hẹn. Bye bye!